Ồ, hello chú Lam. Cậu là ai mà đi vô nhà tôi vậy nè? Con là cháu của chú Lam lẹ. Ủa? Phải thằng Tẹo không? Yeah, yeah, ok. Nhưng mà con không phải tên Tẹo, con tên Tommy. Tommy cái gì? Tèo thì kêu Tèo, chứ Tommy cái gì? Tao đâu có quen kêu có mấy tiếng đó đâu. Đi vô nhà nghỉ mà tắm rửa đi. Rồi chiều chú dẫn đi thăm bà con hàng xóm. Dạ, dạ, dạ. Chú Lam. Ừ. Dạ. Đi tới nhà ai tao dẫn mày cũng chê tao, tao bảo làm tao mất mặt quá vậy. Cái mặt chú còn y nguyên đó, có mắt đâu. Trời ơi, tao nói mất mặt có nghĩa là mày làm tao mất uy tín á, mày làm tao nhục quá biết không. Mày tới nhà người ta mà mày cứ chê hoài sao được. Thì con nói chú nghe, người ta đeo cái bình xịt thuốc xịt bằng tay thủ công quá. Ở bên bển người ta có nguyên một cái máy phun thuốc trà bá lửa vậy nè. Nước người ta phát triển trước mình. Mày so với mình với nước ngoài làm sao mày so được. Anh Nam. Ủa là anh? Anh Nam, qua nhà em chơi hả? Trời ơi, có con cháu Việt Kiều, nước ngoài nó mới về. Tao dẫn đi thăm bà con rồi về chơi gì cho nó biết vậy đó. Em cũng tính qua bên anh bàn vụ mà mần cái bể tôm hôm trước em nói anh đó. À, sẵn anh tới đây, anh em mình bàn luôn nha. Đâu, sao đâu mày bàn đâu nghe coi. Dạ, vô kia ngồi anh. Đây, bằng đá ngồi đi. Đây là cái mô hình bể nuôi tôm nè. Đấy đó hả? À, anh thấy sao? Good. Quá tuyệt vời. Mô Phật, từ sáng giờ tao mới thấy mày khen được cái. Tao thấy mày làm cái mô hình này mà được đó anh. Cái mô hình này á anh, gọi là mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong bể nổi. Cái mô hình này hay quá. Cái mô hình này làm sao vậy? Bể nổi này á làm bằng khung sắt tròn đặt ở trên mặt đất, chứ mình không có phải đào ao gì hết trơn á. À, mình chuyển rồi nghe. Đặt cái khung sắt xong rồi phủ bạt, đồng thời áp dụng cái kỹ thuật mà tách chất thải rắn, rồi cái kỹ thuật là tái sử dụng nước. Bể nuôi tôm á thì nó có gồm 4 bể anh, đồng thời nó có cái hệ thống ao xử lý nước thải, rồi ao cung cấp nước. Vậy đó hả? Dạ, mà nó rộng đến 2 hectare luôn đó. Trời đất ơi, mày kể nghe ham quá vậy mày. Em có một cậu ở miền trên á, thì vụ đầu tiên mà ổng nuôi tôm mà ổng thả đó, 300 con giống trên 1 mét vuông. Sau 2 tháng cái trọng lượng tôm ở trong cái bể nuôi á đạt được 40 con 1 kg. Trời đất ơi. Mà anh biết không, đến cái mùa thu hoạch á, hai cái bể tôm của ổng thu được 3,5 tấn. Cái gì? Hay quá vậy, chắc con về đây đầu tư nuôi tôm quá. Cháu ơi, về đầu tư đi. Dạ. Về đầu tư đi con. Dạ. Thấy hàm lắm. Em thấy ổng làm mà vụ này vụ thứ tư đó. Ừ. Vụ nào ổng đạt năng suất cao vậy hết trơn á. Cái mô hình này nè anh, em thấy á là có nhiều ưu điểm lắm nha. Tỷ lệ sống của tôm á đạt rất là cao, 90-100% luôn. Trời đất ơi. Đồng thời á là mình lại tiết kiệm được cái nước sử dụng nè. Rồi mình không có tốn tiền để mà phun hóa chất hay là kháng sinh gì hết trơn á. Tao thấy cái làm này hiệu quả đó. Cứ làm đi. Rồi chừng nào mà có thiếu thốn gì cho tao hay. Nước sạch tôm sạch chắc thịt tôm ngon lắm hả chú làm? Ngon chứ con. Vậy là mình làm đi để có tôm mình ăn. Ừ, chờ đi. Qua năm có tôm ăn con. Ồ, vậy là qua năm có tôm ăn rồi hả? Yeah, có tôm ăn rồi. Mừng anh nha. Mừng nha. Bà con ơi, mô hình nuôi tôm trên bể nổi đó đang được tỉnh Bạc Liêu khuyến khích và hàng trăm người nuôi tôm trong tỉnh áp dụng. Do vốn đầu tư và kỹ thuật nuôi tôm theo cái mô hình này phù hợp với điều kiện và khả năng của bà con. Mặt khác, năng suất và tỷ lệ sống của tôm nuôi theo mô hình này đạt rất là cao, từ 90-100%, vừa là tiết kiệm nước nè, rồi không phải sử dụng các loại thuốc kháng sinh, rồi hóa chất này nọ. Nghèo quá đã đúng không nè. Còn bây giờ em suy tu quá thèm rồi, thôi vô nhà ông đành. Ủa mà ông chưa nuôi mà, thôi bây giờ phóng ra chợ mua 1 kg tôm về chấm mù tạt ăn mới được. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Chà, lúa mình năm nay sáng cắt đẹp quá, mới xịt phép 3-4 ngày mà nó vô tới cậy hết rồi nè. À quên nữa, còn cái nắp hết chưa cào. 10 ngàn. Trốn người, một cam chiều. Xin chúc mừng anh Nguyễn Lâm Hồ đã trúng 100 triệu đồng tiền mặt trong chương trình Sạch Bệnh Hết Lo, chúng tôi 100 triệu. Hết bông quá đã, trúng 100 triệu còn đã hơn. Xin chúc mừng anh Hồ Nhật Trường đã trúng một xe Honda Black trong chương trình Sạch Bệnh Hết Lo, chúng tôi 100 triệu. Xin chúc mừng chị Lê Thị Kiều Tiên đã trúng một xe Honda Black trong chương trình Sạch Bệnh Hết Lo, chúng tôi 100 triệu. Nè, nét rất là đẹp. Cảm ơn Hết Bông. Cảm ơn ai.
ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên những bờ.